Trọng kính quý cha, quý sơ, quý thầy cùng toàn thể cộng đoàn phụng vụ. Năm nay rất là đặc biệt. Chúng ta tề tụ về nơi thánh đường rất nhỏ bé này trong đại dịp cúm này để chúng ta tiếp tục tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa vì giáo hội chúng ta có được 117 vị thánh tự đạo Việt Nam. Và trong ngày hôm nay, chúng ta long trọng mừng kính lễ này là một niềm vui hào hùng, thúc đẩy mỗi người tín hữu Việt Nam của chúng ta noi gương các thánh tự đạo Việt Nam để sống cho Chúa về đức tin trong đời sống thường ngày của mỗi người chúng ta. Theo sử liệu, hạt giống đức tin được gieo vào Việt Nam vào năm 1533 với sự hiện diện của người đầu tiên là Thừa Sai, là giáo sĩ Inuku vào năm 1533. Trong công cuộc truyền giáo khởi đầu lúc này, chưa gì đã bị thử thách nặng nề với cái chết vì đạo của chân phước Andre Phú Yên vào năm 1544. Từ đây, giáo hội Việt Nam của chúng ta tiếp tục trải qua nhiều thời kỳ bách hại, có lúc đẫm máu vào các thời đại của các vua chúa như Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và nhóm Văn Thần. Nhà cầm quyền thời đó dùng đủ mọi hình hành và hình phạt dã man để khủng bố tinh thần của các thánh tự đạo Việt Nam. Các ngài đã chịu đựng vì Chúa, vì không có hình phạt nào tách các thánh rời khỏi tình yêu của Đức Kitô. Những hình phạt đó từ chém đầu, chặt tay chân, xẻo thịt, dầu sôi, lửa bỏng, phanh thây, chết rũ rục trong tù, bị bỏ đói, kiệt sức và sau cùng đã chết vì Đức Kitô. Do đó, Thánh Phaolô cũng minh chứng điều này mà tiền nhân chúng ta là những thánh tự đạo Việt Nam đã minh chứng sau đây. Ai có thể tách rời chúng ta ngoài tình yêu của Đức Giêsu Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép, chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng ta, chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sa sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta trước. Chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và đã tạo thành chúng ta theo giống hình ảnh của Ngài. Và các tiền nhân thánh tự đạo Việt Nam chúng ta đã dám can trường hy sinh mạng sống mình vì Đấng đã yêu mình trước. Chiếu chỉ phân xác kế hoạch độc siêu siêu độc của vua Tự Đức thi hành vào năm 1851 đến năm 1856, trong giai đoạn 5 năm đó, giai đoạn này có khoảng cỡ 400.000 giáo dân phải bị đi phân xác, trong đó có từ 50 tới 60.000 giáo dân phải chết nơi đây. 100 làng công giáo bị phá hủy, 2.000 họ đạo bị tịch thu tài sản, 15 linh mục Việt Nam bị giết và 10 linh mục giáo sĩ ngoại quốc bị giết và 80 dòng mến thánh giá bị tản mát và 2.000 nữ tu thánh giá lưu lạc và đến 100 nữ tu dòng mến thánh giá Việt Nam đã tử đạo. Hôm nay các sơ linh hương, các cha có 15 người à? Các sơ tới 100 người cơ. Nên cũng biết kế hoạch này, vua Tự Đức là một kế hoạch siêu độc, tàn nhẫn. Nhưng chúng ta để ý rằng
tất cả mọi biến cố trong cuộc đời của chúng ta, đặc biệt của các thánh tử đạo Việt Nam, không gì ngoài bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Do đó, 1 Cô-rinh-tô chương 3 câu 19 có nói như sau: sự khôn ngoan của loài người, như là các vua chúa đó, chỉ là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa mà thôi. Nhiều lý do bách đạo vì ghen tương đố kỵ hay hiểu lầm do nguyên nhân của chính trị. Trong vòng 300 năm, Hội Thánh Việt Nam cũng đã dâng cho Chúa một số anh dũng đã lấy cái chết của mình để trung thành vì Chúa Kitô. Những người đã chết vì Chúa Kitô là ai? Giám mục, linh mục, giáo sĩ, thừa sai Pháp Tây Ban Nha, các chúng sinh, thầy giảng, giáo dân, quý sơ, cụ bà, thanh niên, binh lính, thầy thuốc, quan chức. Tất cả những người này đã chết không những vì đạo mà là vì Chúa Kitô, đấng đã chết vì yêu thương mình. Do đó Matthew chương 18 câu 28 có nói câu như sau: anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác anh em mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Các tiền nhân chúng ta đã lãnh hội điều này một cách sâu xa, cho nên dám đổi cuộc đời tạm bợ này để chọn lấy sự sống vĩnh cửu. Giáo hội Việt Nam chúng ta tuy còn non nớt nhưng đang trên đường truyền giáo. Vào ngày 19 tháng 6 năm 1988, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã phong và tôn lên bậc hiến thánh 117 vị thánh tử đạo Việt Nam và đã đưa vào niên lịch chung để mừng kính toàn thể giáo hội vào ngày 24 tháng 11 hàng năm, và cũng là ngày kỷ niệm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam vào năm 1960. Quý bà và anh chị em thân mến, ngày nay mọi người chúng ta có thể nghĩ rằng các thánh là những con người hoàn hảo. Thưa không phải. Nói chung, chúng ta vừa mừng lễ mùng 1 tháng 11 vừa qua, lễ các thánh, không phải là những các thánh như là giáo phụ, hiển tu, đồng trinh hay tử đạo mới là các thánh. Nhưng mà tổ tiên ông bà, cha mẹ, anh chị em chúng ta đã ra đi trước chúng ta và được về nước thiên đàng. Những người này tuy không công khai được phong thánh, nhưng họ cũng chính là thánh. Các thánh là ai? Là những người đã đạt đến mức kiện toàn, vẹn toàn trong đức ái và yêu thương. Phải chăng chúng ta nghĩ rằng chỉ có các thánh mới làm thánh, còn chúng ta không làm thánh? Nhưng chúng ta nên ý thức một điều là tất cả các thánh giáo phụ, hiển tu, đồng trinh hay là tử đạo là những người đã sống và là chứng nhân trước tiên cho tin mừng phục sinh của Đức Kitô. Hay nói cách khác, tất cả những người này là chứng nhân của Chúa Kitô và họ chỉ làm chứng theo những phương cách khác nhau. Anh chị em thân mến, theo nghĩa này thì chúng ta có lẽ cũng ít khi ai để ý đến một cái điểm son là chỗ này. Thực sự, Đức Kitô mới chính là vị tử đạo đích thực. Chúng ta có tin không? Bởi vì chỉ có Ngài mới xứng danh hiệu đáng kính này. Bởi vì trong cuộc sống trần gian và nhất là cái chết đẫm máu của Ngài trên thập giá đã hùng hồn làm chứng và trung thành với sứ mạng của Ngài, của Chúa Cha Ngài đã giao phó, là Ngài xuống minh chứng về vương quốc nước trời. Hãy ai nhìn thấy Ngài là nhìn thấy Cha của Ngài, và ai nhận biết Cha của Ngài là nhìn thấy Con một của Ngài, đấng đã sai đến để làm chứng về sự thật. Do đó
Ngài bị kết án và Ngài tuyên bố như sau: Ta đến trong trần gian này để làm chứng cho sự thật. Như thế chúng ta để hiểu được rằng Ngài sống tại thế qua cái chết là những hành động mang ý nghĩa tử đạo. Đó là hiến mạng sống để trung thành làm chứng cho cha Ngài và trao phó cho Ngài để làm chứng về sự thật. Trung thành nghĩa là gì? Trung thành nghĩa là dám mạo hiểm, dám hy sinh, dám đổ máu, dám tin tưởng, dám phó thác và dám chết vì Chúa Kitô. Trong Tin Mừng Thánh Matthew Chúa Nhật thứ 33 thường niên mà chúng ta vừa mới nghe công bố vừa rồi, nói như thế này: Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, và hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi. Đó chính là hạnh phúc thiên đàng, nơi mà các thánh từ đạo Việt Nam đã nhắm đến là cùng đích của cuộc đời họ. Bởi vì Matthew chương 10 câu 39 có nói như sau: Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy sẽ tìm lại được nó. Các thánh nhân là người làm chứng cho Chúa Kitô và tin mừng mà Ngài đến thế gian này để rao giảng làm chứng về Chúa Cha, nước trời và Ngài là con một Thiên Chúa. Kinh nghiệm của mỗi người chúng ta, đặc biệt cho giáo hội của Chúa, bao giờ cũng được khai sinh và phát triển bằng đau khổ và tử đạo. Nếu ai mà nghĩ rằng đi theo đạo Công giáo chỉ cảm nghiệm được sự hạnh phúc mà thôi, thì chúng ta phải xét lại về đức tin của mỗi người chúng ta. Bởi vì trên cuộc đời này không có hạnh phúc nào vĩnh viễn và không có sự đau khổ nào vĩnh viễn. Chỉ có sự sống đời đời của Chúa Kitô trên vương quốc của Cha Ngài mới là sự thật. Vậy Chúa Kitô là vị tứ đạo đầu tiên đã khai sinh giáo hội bằng cái chết đau thương trên thập giá, như Ngài đã phán: Khi nào ta bị treo lên khỏi mặt đất thì ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta. Điều này chắc chắn rằng cái người trộm lành nói với Chúa Giêsu rằng: Khi nào Ngài về nước thiên đàng thì hãy nhớ đến con. Lời hứa này đã thực hiện cho các tiền nhân chúng ta là 117 vị thánh từ đạo Việt Nam, mà Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đề nhị đã phong thánh năm 1998. Và Ngài có mượn lời của tác giả Tertulliano có nói như sau: Máu các thánh từ đạo là hạt giống sinh ra các tín hữu. Tại sao người ta dám từ đạo, dám chết vì Chúa? Có những người trong thời đại nay vẫn ham sống và sợ chết. Thánh Teresa Thánh Avila có nói một câu như thế này khi còn thua bé: Con muốn thấy Chúa. Vậy làm sao để con được thấy Chúa? Thì thánh nhân mới suy nghĩ rằng chỉ có chết thì mới được gặp Chúa. Vì thế mà Thánh Phaolô có nói chúng ta rằng bao lâu chúng ta còn sống trong thân xác này là bấy lâu chúng ta còn sống lưu lạc xa Chúa. Bởi vậy ai còn ham sống mà sợ chết, đặc biệt trong đại dịch cúm này, thì chúng ta còn chưa muốn thấy Chúa. Covid cũng chết, không Covid cũng chết, sao phải lo? Các thánh từ đạo đã làm chứng cho Chúa. Bởi vì sao? Bởi vì các ngài không quan trọng cái đời sống nơi thân xác này và hiện tại này. Vì bởi vì có sống tới 100 tuổi đi chăng nữa thì là sao? Thì cũng sẽ qua đi. Vì thế mà họ quý cái sự sống đời đời, cho phần rỗi linh hồn là quý hóa, không có gì để đổi lấy được. Thánh Marco chương 8 câu 26 có nói như sau: Được lời lãi cả vào thế gian, mất linh hồn thì nào được ích gì.
Chúng ta sống trong thời đại ngày hôm nay, chúng ta vừa trải qua cuộc bầu cử đầy gay cấn. Có vẻ mỗi người chúng ta cũng có những cảm giác phẫn uất, trung thực của cuộc bầu cử. Và trong thời đại Covid-19 này, và cái nền chính trị văn hóa ngày hôm nay, các thái độ cầm quyền của các nhà tiểu bang như thống đốc cũng như thị trưởng các thành phố đã ngăn cản chúng ta không thờ phượng Thiên Chúa một cách có khoa học và tinh vi. Đây có phải là một phương cách nhẹ nhàng cấm đạo có trình độ khoa học hay chăng? Trong khi từ ngày 15 tháng 3 năm 2000 vừa rồi, 20 vừa rồi, bắt đầu chúng ta ngưng sinh hoạt các thánh lễ. Nhưng Costco, Home Depot, Walmart, tất cả những nơi chơi bời khác, và đặc biệt những dịp biểu tình tràn đầy tính chất bạo động thì không ai ngăn cản nhưng vẫn cho phép. Nhưng trái lại, thờ phượng Thiên Chúa trong nhà thờ thì bị giới hạn 25% cách xa thế này, cách xa thế nọ vì danh nghĩa lây truyền, lây nhiễm vi khuẩn đã làm cho đức tin của chúng ta trong 9 tháng vừa qua một cách nào đó nó bị chai lì và nó nhường chỗ cho sự sợ hãi về tâm lý. Chúng ta sợ mất việc, chúng ta sợ lây nhiễm, chúng ta sợ chết, và nó chúng nó thay đổi hoàn toàn cách tương quan và đời sống của mỗi người chúng ta vì chuyện Covid này. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta vẫn còn sợ hãi bệnh tật và chết chóc. Thưa hỏi rằng đây nếu là một pháp trường vào hơn 300 năm, 400 năm trước về vừa qua, nếu chúng ta đứng trước cái hành hình này, chúng ta sẽ trả lời với Chúa bằng đức tin của chúng ta như thế nào? Nếu chúng ta sợ hãi thì chúng ta phải nhớ lời Thánh Matthew chương 14 câu 27 đến 31 có nói như sau: Cứ yên tâm, chính thời đây đừng sợ. Ông Phêrô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước mà đến với Chúa Giêsu. Nhưng khi gió thổi thì ông đâm sợ. Covid này cũng là một làn gió thổi thiên nhiên đã làm cho bao nhiêu người mất mạng, chết bệnh tật và đau khổ, và gây không hoang mang chết chóc cho cả thế giới, không riêng gì Hoa Kỳ chúng ta. Nhưng đối với Phêrô, khi ông hoảng sợ, có nghĩa là ông thiếu niềm tin vào Chúa, thì lúc đó ông bắt đầu chìm. Đức tin của mỗi người chúng ta sẽ chìm nghiễm khi chúng ta lấy cái mắt chúng ta ra khỏi ngoài thập giá và tình yêu của Đức Kitô đấng đã đến chết và cứu chuộc chúng ta. Nên Chúa Giêsu mới nói với Thánh Phêrô rằng: Người đâu mà kém lòng tin, sao lại hoài nghi? Chúng ta là con cháu các thánh tự đạo Việt Nam, chúng ta hãy noi gương các ngài mà can đảm minh chứng cho Chúa Kitô trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, trong xã hội, nơi công cộng và trong đời sống cũng như trong cuộc sống thường ngày của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta có can đảm vì chúng ta luôn nói rằng chúng ta là con rồng cháu tiên. Chúng ta mang lấy cái máu anh hùng tử đạo Việt Nam. Vậy thì chúng ta có sống hay là cái danh, hay là vì cái lợi, hay là chúng ta sống vì niềm tin và chết vì Chúa Kitô? Nếu chúng ta thực sự sống bằng đức tin, tử vì đạo, chết vì Chúa Kitô, và ngay chính trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, thì lời Thánh Vịnh trong bài đọc 1 hôm nay 128 câu 4 câu 5 kết thúc cho chúng ta như sau: Nếu chúng ta làm được những điều đó như các thánh tự đạo Việt Nam, đó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Thiên Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Jerusalem hết mọi ngày trong đời sống bạn. Amen.